cái tay còn lại anh phải giấu phía sau ha. Giấu để thường để ở đây cái đó nó ngứa. Muốn hỗ trợ cho tay kia không? Muốn tiếp hoài. Muốn tiếp. Cái này phải vô trong phòng kính đó, mình đốt cái nhang nó cháy lâu một chút. Mà này gió lỗi quá. Bây giờ phải có cái kiếm nè, chậm vô. Tình hình thời gian nó cũng tương đối là nó dài nha các bạn. Các bạn hãy theo dõi thử anh núi có làm được hay không. Nó thấy tự nhiên một phân mấy rồi đó. Thấy là đuối rồi. Trái dừa nó cũng gần một phần rồi. Thấy đuối rồi, núi ơi. Gắng cố gắng chú bà. Đuối lắm rồi, núi ơi. Cái này không ai kêu biểu con hết trơn mà tự con tự thử ên con. Con tự thử hết ên con, thử coi sao. Chơi được này là nổi tiếng luôn đó. Thôi giờ xin bớt hẳn trái. Chú bà cứ để đi con lột, thằng nào không được cái con chạy luôn. Đúng ra nãy giờ là con không có đập. Chú ba còn nguyên ha. Đợt rồi con đập. Cái chuyện kia nó khó khăn quá. Lấy dao lột cho khỏe hả? Dao lột lột. Dạ, đây nó muốn kiếm chuyện ngày này nha. Phải muốn hết sức cái gì để chứ kiếm chuyện gì. Hết điềm quá, hết sức cả. Gần cái chỗ cái này là nó bị cứng rồi nè, bị sâu đục. Mấy trái nó mấy chỗ thẹo cứng lắm. Chắc hơi hỗ trợ đấm quá. Một tay mình cứ tự do, đứng hai tay khó coi thôi. Mình đã hứa rồi. Chắc phải chấp bông tài sắc vô rồi. Ở trên nện xuống rồi. Cái về cái dây mềm ra đi. Từ miếng nhỏ đôi tay cứng quanh núi nha. Tay móc cái giường. Nhỏ cái gà thấy đi trầm trọng rồi thấy không? Cái tay các bạn thấy không? Cái tay móc cái giường cái đó móc cái khác nữa chắc nguy hiểm lắm các bạn. Móc củ khoai lang á, khó lắm. Vừa lột được thì móc khoai lang đắt nhầm gì. Khoai mì luôn. Kiếm thao lâu này ổ. Một phần tư cây nhang rồi đó. Chưa đâu, phải vậy đó. Còn phun nước xương xương vô rồi. Phun xương vô cháy chậm chậm chút ha. Phun nước tắt luôn. Cho nó chậm lại. Chú ba là bỏ đó phun nước mà không phun nước chú ba phun dầu vô chết con. Phun xăng cháy luôn cái dừa. Xăng cháy cái dừa luôn. Lần này chơi không có đập nữa rồi. Không đập luôn ha. Không đập luôn. Nãy chú ba không, nãy giờ không ngồi không dòm nè. Con không có đập hả chú ba? Không. Tự móc à? Mà mấy trái sao không biết làm sao nha. Tao dám chết tôi ngồi cái gì có gì tao nói nè. Dạ. Nãy mình đang cá không bia à, lọc bốt cái dừa tàn cái nhang này chắc thấy cái này mình cũng có tương lai thắng lắm đấy. Có hứng hứng hả? Có cá dừa rồi đó hả? Không phải dễ ăn đó. Cá với bạn giờ là lọc rồi là bốn cái dừa mà cây nhang tàn trước là nó thua thằng bia đó. Vậy đó hả? Đó nghe thấy này mình cũng có tương lai lắm rồi đấy. Thôi gà. Cây nhang chắc... Phải mình kiếm kèo sẵn nhậu luôn ha. Cái áo này chú bà biết là sao con có không? Con hôm bữa con về Bạc Liêu con thăm cha con với chú con á, cha cô Tư con ngoài Phước Long á, Dựng Tư cũng đưa cái áo này, ông kêu đem về đoạn cáo này làm cái clip cho ông thấy coi như thế nào. Dựng Tư con á, trời chuyển mưa gió lớn rồi, gió ơi cho cái nhang mau tàn mình dứt cùng bé ơi. Nhang tàn mình thua á, cho bốn trái này là cũng thấy cũng chua ăn lắm rồi. Trời gió mình mạnh lên đi. Thấy rất là chua ban đầu là nó trái đầu đỡ, cái sau thì đau tay. Đúng rồi, trái đầu lột lẻ vậy chứ trái sau là cực ăn lắm á. Giờ mình móc cho nó lòi cái gáo ra cho con thấy nó yên tâm một chút đây. Đó. Đó, gió mạnh lên rồi đó, cho nhang thôi đó. Trời chơi mình móc mấy ngựa gió thổi lớn trời. Cái này ông núi mà trong một cây nhang mà làm hết bốn trái dừa này là ông nổi tiếng miền Tây luôn mày. Nổi tiếng à, nổi tiếng. Hên xui nha. Có thua thùng bia cũng không đau không đâu. Bốn trái mới dễ ăn không.
Vậy anh tự nguyện anh thua đây. Trời biết mưa gió thôi. Thôi nói cho mình thưởng chứ tự nguyện thua vậy không? Giống như mình ngưỡng mộ nghệ sĩ vậy mà. Thử rồi. Cái vụ này là thấy không thơm rồi. Nè. Vụ này thấy không thơm rồi. Thử thách càng lúc càng khó khăn cho anh nha các bạn. Wow. Rồi, thấy rồi. Có tương lai rồi, có tương lai rồi. À, thấy cái gáo dừa rồi. Thấy da kiểu này thùng bê mình mắc thiệt quá anh em. Cá thôi, phải chịu thôi. Kiểu này chắc mắc thiệt quá. Không đâu, mà trái đầu vậy chứ mấy trái sau mới dễ ăn đâu, tay đâu. Hên xui. Gió lớn lớn rồi nên trời ơi, cho tôi nghe nãy mau chút chứ để con mắc thùng bê á. Ta chọn loại cứng này ha. Chắc mắc quạt gió quá, mình thấy. À không nói nghe, trái này nè, bị cái này nè là khó ăn lắm nè, bị sâu á, trái đây là nó bị chai đó. Ồ, vô cái nó tao thấy rồi. hên lại. Thôi cái này dùng cái tay mà móc móc nguyên cái tay với cho nó đè xuống luôn được không? Không. Mình ăn lẹ quá rồi, mới mốt hai ai dám cá thùng bia nữa. Từ từ ha. Hên lại bị sâu ngay chỗ đó. Cá này chậm lớn phải tiết kiệm thời gian mới được, chứ vừa bị méo một chút là mừng chút cái đó để mất thùng bia mình à. chết rồi thơm của mình ơi. Cốc cái da thôi chứ trong nó không dễ ăn đâu. Nó qua cái lớp sâu qua lớp sau ăn rồi tới lớp bù cào ăn. trái này cái màu này cứng lắm á, đó không có dễ ăn đâu. Cùng lắm là xin khán giả hỗ trợ cho đập xuống đất. Kiểu này nè, muốn ăn thùng bia mình cũng phải dễ rồi chứ. À gần nửa cây rồi mới có trái à. Tới cái màu này cứng rồi ăn rồi. Gió lên tí nữa đi. Gió lên cho mau. Chuyện gì không được làm sợ lầm không bạn thôi. Thôi đây không? Đó, chỗ sâu là thấy khó ăn mà. Cái này sâu quá thiệt, sâu thiệt khó ăn thiệt. Cái này nữa nè. Xé nó không đứt các bạn ơi. Có một số bạn comment chữ nó ngu rồi chứ vừa sâu nè. Chết chắc rồi, cái này nữa là no rồi, đó nó sâu lỗ. Đấy đợi đấy. Cái mùa này mùa khô cũng hơi khó kiếm dừa. Chết mày chưa? Chưa. Ai? Thôi ơi. Khó chút nữa đây. Cố lên. Khó thêm chút nữa đây. Rồi qua cái ải rồi. Xíu nữa qua rồi. Một trái. Một trái đầu tiên khoảng 1/4 cây nha. Rồi, vậy chưa đâu. Có tương lai như vậy, vậy mới hấp dẫn. Chắc ăn được. Chưa đâu. Bốn ăn nổi chưa đâu. Ui mày hấp dẫn rồi. Nói chỗ này nữa. Ổng khởi động cái tay có kinh nghiệm rồi. Biết lọt rồi ha. Đấy, trái đầu hơi khó chứ. Trái này thấy khó hơn nữa hả? Không đâu, lát nữa là trái thứ ba là móng tay cùng hết đây đó, móng tay là cái đó thường nguyên đây là trái thứ hai nha các bạn. Cái này là các bạn cũng thông cảm là do cái móc nó xuống nó hơi chày chày ha. Không được đây. Từ trên cao cái xuống. Tại vì móc xuống mới dưỡng sức được. Trái thứ hai này do chày nên anh cũng đỡ hơn trái thứ nhất. Này rớt xuống mương nó thấm nước. Rớt nước. Rớt nước, ba trái rớt trên bờ, trái rớt nước.
Dưới nước cũng cứng, trên bờ cũng cứng. Mà nước làm như thế đỡ hơn chú ơi. Rất là công phu các bạn ơi. Giờ trái thứ hai đã có kinh nghiệm. Ai ơi, khó ăn rồi nè, khó ăn rồi, kinh nghiệm gì? Không biết. Trời ơi. Mà làm được luôn hả? Được chứ. Cái này mà hoàn thành xong cái video này mà cháy trước cây nhang là núi nổi tiếng miền Tây luôn đó. Không nổi tiếng là mất tiếng. Đúng rồi, không nổi tiếng là mất tiếng đó. Không thắng thì thua. Gió lên đây cho cây nhang này ấy rồi. Cái tự nhiên mà thấy đâu phải dễ ăn đâu mà. Lòi cái gáo nữa rồi mà mới có mất cái chút à, mới có một phần à. Ừ. Cái này chắc có tương lai ha bác ba. Ngon rồi, ngon rồi. Hơi khó chút đi. Khó chút nữa đây. Sao cái tay kia nó cứ cà đưa vô không? Cái tay này nó muốn hỗ trợ. Nó muốn hỗ trợ hả? Hỗ trợ cái là hai thùng. Đơn giản thôi. Hỗ trợ cái là hai thùng. Về là thúi nó mạnh. Ở trên cây mà sao cái gì vậy ta, kỳ vậy ta? Quá dữ luôn rồi. Vô con ơi, mang thân con ơi. Nghe nói bộ tính quyết định là ăn thùng bia mà cho ngọt thấy chứ mà. Quá cố sức rồi. Rồi chứ giờ này bị hư cái gáo á. Thế là vô kẹo thơm ảnh rồi ta. Thử gáo cái màu nó mềm mấy. Thì bù lại những trái này bị sâu. Cái gáo cái màu nó mềm mấy. Đâu đâu, không có trái này không có dễ ăn đâu. Sâu cái đậu mà. Xuống chút nữa là nửa cây. Không nói tao đè tiếp cho tay cho tay cực quá. Tao tiếp. Ông chú ba đè cái mình thua nặng lắm. Hai thùng. Vậy thôi. Vậy cá thùng lên. Thôi. Có hỗ trợ cho hai thùng. Thấy cái tay tao còn ngứa nữa. Muốn tiếp rồi. À, nửa cây rồi mà hai trái chưa xong nè. Tí nữa là nửa cây rồi đó nha. Có thể. Cái này mai mốt mấy cái show đám cưới là ngoài núi đi lục dừa ha, biểu diễn lục dừa lục thai cho người ta coi là người ta đừng có ăn. Tôi thấy tội nghiệp của người ta không dám ăn hả? Ăn gì có nó cốt là nhớ nó núi liền. Tự nhiên mà lọt hai tay mà cho 100.000 lọt cũng nổi luôn. Các bạn đừng tiếc like và comment dành cho núi, các bạn hãy đóng góp ý kiến để cho anh em mình biết để làm những video gì tiếp theo để phục vụ cho các bạn ha. Ngủ có điện. Có người điện là tính hỏi núi đã tay ra máu chưa? Phải đâu, tính kéo thời gian mình nè. À. Mình đã tắt điện thoại cái. Mất thời gian biết nhiều rồi. Thôi tay còn móng không nữa hả? À, nhưng mà thật sự giờ thấy tay còn khỏe quá. Thời gian cũng còn tương đối khá dài ha. Nãy giờ cho khoảng cỡ 10 nãy giờ chưa cỡ 10 mấy phút rồi. Quá dữ rồi các bạn ơi. Chứ còn bình thường làm trái thì dám có ngày nó mà. Tức dữ lắm rồi, tức dữ lắm rồi. Phải được hai tay. Tới giờ em bừ thì xé được. Làm tay chứ được. Tức lắm rồi. Điện đi, điện thoải mái đi. Điện thoải mái đi anh em nào. Ấy đó cứ liên tục điện đi chứ. Điện là giúp mình hả? Điện là mừng lắm à.
Cha, không nữa không ta? Dạ. Nửa cây nhang rồi đó chú ba ơi. Lý à. Nửa cây nhang mà mới có cháy mấy à? Chưa. Cái kiểu này chắc có một số anh chị em ở bên nước ngoài á. Là chắc cái nghề mà làm neo chắc hỗ trợ trên núi một cái bộ con tay giả quá. giả phải bằng inox hay bằng cái gì vậy? Bằng sắt nó là bằng cũng tiêu. Tiêu. Nước chảy rồi đá mòn hả chú ba? Lột kiếp tay chân cũng không còn. Lột kiếp tay chân không còn nhiều hả? Còn nhiều. Nước chảy đá mòn lột. Tại vì mình yêu thích cái nghề này nè chú ba. Là ngày đầu con cũng không chịu đi, không chịu làm. Tới chừng làm được cái làm như nó vui á. Chứ có người này kia bình luận comment rồi thấy cũng vui cái đầu con đam mê luôn chú ba. Ngày nào mà con không có lọc dừa đó là con cũng hơi buồn hả? Hơi buồn. Cũng đi lọc mướn hả? Cũng đi lọc mướn à. Có lúc mà con về nhà lấy dừa của mẹ con lọt hơi 3-4 trái vậy. Mẹ con nói bọn mày khùng quá gì mày lọt dừa mà làm mày không ăn mà lọt hoài á. Nó ngứa nghề. Mà lúc đó lọt bằng một tay hai tay? Lúc đò lột bá đạo luôn. Dò cẳng người ta chân người găng nữa. Cho có lột mày vui vậy. Có lột mày vui à. Cái này kiểu này về giấc tối mà ngủ mà nằm mơ cái tay cứ chụp xí cái chụp chứ. Cái bắt đầu xong giấc mơ cái mùng cũng tan nát vậy. Chụp ngay cái gói mà giòn bằng gòn á. Nó gắt rồi cái là gòn đầy mùng luôn đó. Kéo một cái chùm tóc vỡ tán một cái. Yên định. Miếng cuối cùng của trái thứ hai nha các bạn. Có ăn này nha. Vì tính trung thực của video này là mình không có cắt ghép chỉnh sửa, không có chuyển cảnh đổi cảnh mà quay một suột một cho các bạn xem. Ây da. Rồi xong. Hai trái các bạn ơi. Ấy vừa lột dao quá. Cái đó hơi cứng quá mình à. Này mới khó ăn. Mình lấy mình đập xuống dưới cho đỡ đỡ không? Không, cái này tới đầu tính tới đó đi. Nhang này chắc bằng nhau để tao đo cái được phân nửa cho đồng mừng giờ núi nó thành công. Ôi, chưa được phân nửa chú ba ơi. Chưa. Vậy là được ai thuộc nguyên chất rồi đó. Còn ngon lắm. Nhang này có dựng dài hơn cây nhang trước bác ba ơi. Ủa nhang đen hả? Dạ. Mới quên đó hả? Các bạn hãy theo dõi và mình hãy theo dõi thử anh núi anh có vượt qua cái thử thách không các bạn. Cái chỗ khó lột cũng hết rồi đã nghe. Dễ ăn chơi đó đâu. Cái này chắc thua một thùng mà tặng thêm thùng nữa quá. Là ngưỡng mộ nghệ sĩ mà. Nếu mà làm trước thời gian quá thì tặng thêm thùng nữa. Vậy đó hả? Rồi là quá giỏi. Còn nếu mà tệ quá là hai thùng luôn á, nếu mà cái nhang tàn lâu mà mới hết là bốn trái là đột ngon bật phạt thêm nửa thùng nữa đó. Trái thứ ba cần hỗ trợ đập chút các bạn ơi. Thầy cũng hơi đau tay rồi. Thầy miếng sao được rồi, tay là được rồi. Làm đi. Bây giờ nó không được phân nửa, mình kể cho nó phân nửa đây, cũng còn có hai trái à. Dạ. Mà trái này đã nhem nhem rồi nè. Thì chắc thắng mà không thua đâu. Con cũng cầu vậy đó. Nếu mà còn khúc nhang nữa mình thêm trái nữa cho chẳng nghe nửa chục. mình lột tặng thêm trái nữa chứ ba. Núi mà không lột mà không tay mà cái nhang này chưa hết mà hết bốn trái dừa là mai mốt là núi là đột học theo cách khác nó lấy cái đầu nhụi nhụi cái lại. Bạn hỏng điện không biết làm gì đây. Chết nữa. Núi đi sao núi móc vô cái cảm giác này núi biết là tới đây hút gần dễ rồi. chưa đâu. Cái nhang nó ngang lụng rồi kìa. Càng địa biết lúc chê hả? Chưa đâu. Tới trái này bắt đầu đau tay á, chưa biết sao đây.
Mà nhìn cái cuốn trái kia thấy ấn quá ha. Cái cuốn này nè, không có dễ ăn đâu nè. Trời ơi, hai tay mình nhận không xuống, nó đã quá anh em ơi. Ông đưa máy tôi nghe cho. Rõ điện. Nghe em ơi. Alo, alo. Ổng đang lột dừa trong cái chỗ bác ba trong này nè. Bác ba bữa mà lột mai rất chịu á. Bác ba cho mọi nhậu đó. Dạ. Ai anh? Em đang làm video. Cái này thì... Dạ. Rồi anh em nhậu trước đi, có gì nếu mà kịp thì em liên hệ lại, còn không kịp gần thì em liên hệ lại luôn ha. Cũng tại đang lỡ cỡ đang làm. Phải có lý luôn à. Dạ làm 2-3 cái nữa là. Rồi rồi. Dạ, khó chút nữa đi, khó chút nữa đi. Khó khăn nào cũng sẽ qua. Khó khăn nào cũng vượt qua. Chúng ta sẽ là người chiến thắng. Ê, chưa đâu, chưa đâu, cái này mới khó ăn chứ không dễ đâu. Đau tay vừa gặp cái này hơi khó nữa nè. Gió mạnh mạnh. Thì cùng lắm là xin anh và khán giả cho đập xuống dưới nó mềm mềm chút. Thôi chơi không có quạt, tao đang đau tay chứ quạt cho gió thổi mau không có được. Giờ không quạt thì gió chỉ mưa tới thì gió lên cũng lẹ. Vỏ này hơi dày hơn vỏ trái kia hay ta. Mà chơi mình không có điều thừa hoàn cảnh đâu. Trái nào cũng vừa mà. Trái nào cũng vừa khô. Trái nào cũng vừa. Bạn mình còn đặt tên vừa khô luôn. Giống như ban đầu là mình tính toán phải không, tính không kỹ là mình phải chịu. Đúng rồi. Mình làm video nhưng mà cũng có giống có liên quan tới mình không cho gian lận được. Kinh doanh làm ăn không? Đúng rồi, mình gian lận trong đó mình mất ai mà coi. Thà là mình gian dối chứ không có gian lận. Không có gian dối luôn nữa. Thà là mình gian chỗ khác á, lộn được chạy chỗ khác. Chứ để đây thua thùng bia. Đồ tới, thấy vậy mà tới cái gáo nữa trời. Tới gáo là thấy muốn chết người nữa rồi đó nghe. Chắc làm ít dữ nhiều quá. Mới nửa cây nhang chứ gì. Hơn nè, hơn hơn. Hơn nhang rồi. Bởi nãy đốt cây nhang đỏ đỏ đó ngon rồi. Thôi ta nãy ta ra chợ ta đặt cây nhang dưỡng thước vậy. Đừng có bán. Cho dễ ăn. Làm gì ta lấy nhang mũi cháy dễ lâu. Đặt nhang dưỡng thước vậy cho dễ ăn thùng bia ăn chút. Chắc giây phút cuối cùng biết sao đã cháy này thì chắc cội trước rồi. Trước rồi. Rồi đây xuống đây, tôi cho xuống đây một trái. Tới đó là chắc một trái rồi đó. Rồi xuống đây còn cụ lên chút. Con chỉ mong cho nó vừa tới luôn như được à. Chắc cụ lên chút. Cụ lại mừng như sợ không cụ chú ba ơi. Ăn cái này cũng ngang ngửa nhau chú ba. Đó mà xuống tới đây cái lâm mệt lắm anh. Đó mồ hôi rồi còn mới mất một bia đó. Anh em nay mua cũng vậy nhưng mà quan trọng nhất là mình đâu ra đó rõ ràng không, thua là phải chung. Đúng rồi. Đúng rồi, thua là phải chung thôi. Nhưng mà chung sao thôi chứ nó cũng hoành tráng chứ. Chứ đâu có để mà gù gù gù. Lửa trái rồi đó, đó. Lửa đó. Trái rồi đó. Tôi nghĩ là thua phải xứng đáng đồng tiền đó phải không? Thua phải cho nó xứng đáng mới được. Trời ơi, trái dừa hồi nãy nó bị hư cái màu, trái dừa này bị lên mộng nữa chứ. Đi nãy có dám bỏ không? Dạ. Đi nãy có dám bỏ không? Dạ con quên trời nữa. Ơi, trời. Cái mộng dừa tưởng đâu cái móng tay của anh núi sức tới nhau. Nó mừng hổng. Tưởng đâu cái móng tay nó chính xác. Lộp cái dừa hồi mới bẻ nó lên mộng chưa rồi. Lộp từ hồi mới bẻ nó lên mộng luôn rồi nè. Trái nữa trắng chỗ lưỡi mèo á. Chỗ lưỡi mèo luôn á.
Tưởng đâu mà cái móng tay nó xích thế chứ. Giác giỏi lắm chơi xây bằng than à chú ơi. Vậy à. Cái trắng tưởng đâu móng tay nằm trong mừng hết biết. Ở đây hồi nó bắt lửa nó cháy luôn cái nó màu hết rồi nhàn hết. Ủa. Dễ gì giữ chặt trẻ đâu nó cháy bất tử nữa. Mộng bận luôn nha. Ừ, mộng này sắp sửa chỗ ở ngoài đó. Cái này dám có mộng nữa nè, không mất nước nữa nè. Chết rồi. Núi giờ đang suy nghĩ cách nào làm cho nhanh dữ rồi. Mà cái ngang thấy ngạn thấp rồi. Lột mấy miếng nữa đâu là trái dừa này sẽ banh đó. Nổi tiếng luôn rồi nha. Hôm qua nay là tính lấy cây dao là cạy miếng mỏng vừa đắp vô mấy gốc mai bữa nay vô tần luôn. Nói lộn tay nữa. Thua thùng bia cũng xứng đáng hả? Thôi bữa nay vô tần luôn có thua thùng bia đây nữa cũng không có ổn. Mình còn thu nhập được chuyện khác hả? Còn thu nhập được. Chưa sao. Không có mất thời gian ra mất công lột để ha. Hôm qua nay là tính lột đắp vô mấy gốc mai đó kìa. Cái bên cá thùng bia đó chắc cũng hồi hộp rồi đó nha. Hồi hộp lắm rồi. Hay rồi. Không mà cái diện gì nó tương xứng thì thấy hấp dẫn ha. Đúng rồi. Ví dụ như mà làm gù gù tăng một là không còn gì hấp dẫn nữa. Ăn đâu ngon đâu, làm gù gù. Không, ăn ngon chứ. Làm gù gù ngon thì mới cực ăn không ngon nè. uống cũng ngại không chết luôn chứ dễ gì. Con cũng nhàn mà hết bốn trái là uống cũng ngại lắm. Bây giờ mình lột dừa mình uống nước dừa đi. Phải lọc dừa uống nước mía nó ghê à. Bây giờ chú ba đưa con uống còn con không dám uống đâu. Cả nhà nó cháy muốn hết rồi. Uống mất thời gian của con dữ lắm. Uống đại đi trời. Tại con khác con chịu đợi nổi chân à. Ê khác uống đại đi có gì đâu ngại. Nói là giờ tao lấy cái ống hút xăng á, tao châm vô cho mày nốt muốn nước gì mình uống. Uống đại đi giờ nghe điện. Thấy thời gian gấp quá sao mà còn truyền vô trong mình xăng nó hút cái chết luôn. Đại đi, nghe điện thoại cứ nghe thoải mái đi chứ gì đâu. Đó là cái vụ. Thoải mái đi. Thùng nó muốn ra lá xanh này chứ dừa nó lót ra tới ngoài muốn ra lá xanh này. Bỏ miếng phân dám ra lưng mèo lắm. Phải rồi. Thua thùng bia đi nữa mà học cái chiêu này chắc là phải theo núi mình được nửa năm quá. Theo để ăn mọng dừa hả? Theo ăn mọng dừa. Mình thấy lột lúng cái mọng ra tưởng đâu xích cái tay dính trong đó mà cũng chết. Tưởng đâu móng tay mà. À dạ không phải hả? À, móng tay vậy là lấy tiền rồi đó. Bia uống miễn phí rồi đó. Kỹ đâu không phải. Dòm cái nhang quá. Dòm gì? Dòm gì từ từ. Có ai điện cứ nghe đây, biết vừa cứ uống đi. Chậm chút tới đâu. Nổi tiếng này là nổi tiếng thiệt rồi các bạn ơi. Rồi ta thấy vậy chứ cây nhang này nó mới hơn nửa cây có một chút rồi nha. Nhang này nhang vắng chứ không phải nhang dài đâu. Cái này là chơi nguyên suột luôn, không có cắt ghép chỉnh sửa nha các bạn. Vậy là con bóp thua cái này rồi ăn cá với người ta đốt cái nhang coi dài chút nữa cho nó dư khúc. Dễ vậy. Đặt cái nhang chừng không chứ này mình thua thùng bia là biết thắng rồi, mình cá người khác lại. Cá lại là đặt cái nhang có nửa thước vậy đó. Đặt ăn cho nó lẹ, ăn đúng không? Chứ không có nhang cục gì đâu. Mình vừa làm mình vừa nhậu luôn mà cái nhang cháy chưa tàn phải không? Rồi ông ấy mình khoan hết ăn cái video này lên cái bắt đầu mình đi gặp ông nào ông phái thách đố á. Cái bắt đầu mình ăn cây nhang tôi lột cái vô cô. Thôi tay tôi đào cho lắm rồi. Nghĩ chừng 2-3 năm nữa lột. Ô đẹp quá bạn ơi, thôi kéo thời gian chi nữa đi. Rồi một trái nữa. Đây gọn trái. À. Gọn trái mình gọn trái để chứ mới giỡn. Không có lý lắm à. Cái này là thời gian nó tương xứng luôn đó các bạn. Không cao không thấp. Thắng chứ không thua đâu rồi.
Lấy không chú ba? Con mà con lột ra được miếng là dầu miếng thì gan đó giờ đang nhốt ruột trên nhang mà trà gió lên là thích mừng chút đó. Dưới còn cũng hay đi bài nữa chú ba, con thấy cây nhang còn nhiều với con lột nhẹ không à, con thấy gần hết thì con dùng hết sức quyết định cuối cùng thua luôn hả? Cái này chắc không thua đâu. Cái này còn lẹ hơn trái vừa rồi nữa. Cái này không bị sâu. Không bị sâu. Mà cái màu nó cứng kìa hả? Đó, thấy chưa? Cốc, thấy chưa? Cốc gì nó cũng ra. Cốc nhái nó cũng ra chứ. Tối nay mà trời mưa xuống là lấy trái dừa này nạo ra mình ấy nhái xào lăn đó chú ba. Xào dừa á, mình làm nước cốt cái mình chấm bánh mì gì đó, cái ghi đó. Giờ là mau không? Vậy là chú ba chỉ có phản nào nãy chú ba chỉ có phản nào rồi chứ vừa. Chú ba. Từ đó chạy xuống, chứ không biết phản nào nữa. Còn nói chắc là ná với nhau là cây nhang chắc cháy rồi sao con lột đó. Thấy có vấn đề rồi. Con lột dưới đây là con thấy có vấn đề nữa rồi đó. Không, con lý lắm rồi. Rồi này bớt nè. Cho dù tay rất đau. Cho dù tay rất đau, nhưng mà không sao. Nhưng mà nhờ bà con làm sao ủng hộ nó cho giữ ra cho nó đó. Lấy sức lại nữa. Này. sợ hả? Mình thấy dường như là mình thua chắc rồi đó nha. Thấy vụ này là mình thua chắc thấy gì đó nha. Chết cha bên đây sâu cũng nổi. À, trời ơi mừng quá anh nói cho bị sâu. Luôn. Bị sâu. Lột luôn mới sâu rồi. Chết là hết hồn đó. Tưởng đâu mừng hồn à. Nghe miếng sâu mừng quá trời. Nói cho tao từng tuổi này tao mới ngồi tao coi đây là lần đầu tiên thằng muối nó lột. Trong cây nhang mà lột bốn cái vừa khô hả? Nghe nói chỉ nghe nói một trái mà thôi lặn dưới sông. Hoặc làm gì đó một trái thôi chứ không có gì. Bốn trái gì. Bốn trái và một cây nhang. Quá sức rồi. Sáu mấy tuổi rồi mới ngồi đây coi lần đầu tiên. Dạ. Với cái nữa chú ba cũng thương con. Thấy là hổm trái, chú ba nữa ủng hộ coi là bốn trái như thế nào. Chú ba cũng ngồi cái đó không kịp là cây nhang ấy là chú ba hồi nãy lấy nhang thủ sẵn cái gì chú ba đốt cái nhà gác lên. Không lén mà không cho phép mà đang cho phép. Ở cái anh coi nó cho đem vô cắt rồi. Một hai trái còn thấy ăn thua được mà tới bốn trái thì thấy thua là chắc. Mày quá sức chịu đựng luôn ha. Quá sức rồi. Tính lọc ăn cho lẹ mà thôi lọc ít thôi. Từ từ ăn. Cái này không phải nói vậy đâu. Nó nói vậy đâu, nó không còn sức nữa mà lên tại nó nói gượng vậy thôi. Không còn tự mình ăn uống mình hả? Ừ. Tự mình ăn uống mình mà thôi. Đau tay gì thấy khó ăn lắm ơi. Không phải là đau thì nó cũng sẽ phải đau thôi. Da thịt mà. Nhưng mà mình kiếm thế là móc cho nó nhiều. Móc nhiều cũng được, móc ít. Chạy hả? Mời móc tao đi tao nói thiệt mà nói dốc người ta đâu có tin. Ô cái này có mộng thiệt mà ông nhiếp nó đúng rồi. Ai cha. Mộng hay là móc tay nha. Coi kỹ rồi. Để nó móc tay rồi. Cái đít này nó xâm nhập vô đây nè. Thì lúc mình lặn vậy nè. Đâm vô thì hơi gà máu. Gà máu à. Trời ơi cái máu mới có tiền. Cái thùng bia. Máu mới có bia hả? Máu mới có bia. Cái này mình có thua đây nữa cũng xứng đáng nha anh em. Giá cho gió thổi nhanh chút lần cho kẹp thời gian nghe để mà đọc trước. Ồ kỳ lắm. Mốt người ta cá 5 trái. Báo mình nữa hả? Báo nữa. Đây tao ngồi tao chứng kiến, gái chứng kiến đặng tao đi tao hà. Chứ xa tao nói, tao có ai tin. Này là nhờ bác ba ổng quảng cáo dùm là dài. Nói là có thằng cháu nó lột vậy vậy đó. Ông nào ngon đụng nó chơi. Nhưng phải nhang của tôi mới được nha, chứ nhang của mấy ông không được. Chết nữa em nghĩ rồi, tới gáo nữa em nghĩ rồi. Đổ tên lòi cái gáo rồi. Nước mộng nữa rồi.
quay cũng gần hết cục pin luôn rồi. Cây trái này hồi nãy bẻ xuống là nó không có lúa mọng á chú ba, mà tại lột trái mấy trái kia cái nó đợi lâu quá nó chọt mọng luôn rồi. Lột từ cái trái vừa mới bẻ xuống mà tới lên mọng luôn rồi. Phải chậm chậm chút nữa ra lá luôn. Ra lá có lươn mèo luôn rồi. Cái đít này nó nhọn quá trời. Thấy thời gian còn dài không thèm giọng nữa, chứ giọng nãy giờ là muốn banh rồi đó. Rồi ăn từ từ thôi. Khi nào thấy không kịp mình mới giọng. Ăn cho người ta hồi hộp hả? Ăn cho hồi hộp chơi. Cái con đấm vài cái con lột lẻ ơi. Ăn cho hồi hộp đặng giống như thả mốt cái nói là mày dạ, cá. Dạ câu độ. Mày cá là khoảng 5 trái mày ăn à. Mày 4 trái vậy. Cái này giống thả lần sau nữa ha. Biết không rồi, biết phải thả không rồi hay là đuối sức kìa đó. Đuổi rồi chứ nói ăn đuổi thôi. Tại nói cho có tinh thần cái đuối sức rồi đó. Không, sức thì không có đuối mà đau tay thôi. Cái một tay mà lột là mình không biết lột là lột cả ngày giờ á. À dạ, cây nhang đó với cái này nó hơi khác khác nha. Móc xiết mấy miếng này cho nó thấy cho nó nhọn nhọn bớt đi. Là số thấy nó tương đồng nhau ha. Ăn bên dày trước đi, ăn bên mỏng. Tới gạo nữa mấy ơi. Đồ đời. Ủa quên kêu nó vô ăn cá gà nha. Có bia mà không có gà. Thôi để cho người ta đi bán đi bác ơi. Thôi quất dạng gà cái sẵn vừa đó mình xào lăn luôn. Người ta đi bán cực khổ lắm. Nó thấy thằng núi lột rồi không chừng nó cho thêm nữa mày. Ngưỡng mộ nghệ sĩ hả? Ừ. Anh làm hay quá. Ừ. Đất này mà móc cái còn không mà. Mày nói rồi hả? Có cái bạn nè, nào ở Bến Tre bác bạn Bình Định nói ông núi á là dân Bến Tre đang mê ông đó. Ông nào là ông chặt phá dừa, đột dừa, đập dừa, rồi xây củ hủ dừa. Dân Bến Tre đang mê, đang nghịch gặp á. Dân cái màu nữa, nó cứng quá cái màu. Cứng gì mới đã. Cứng gì cũng chết hết trơn á. Lên nó kêu khóa chuyện trăm công vừa. Lấy xà beng sắn không hả? Sắn xong mới được lãnh, còn mà cưa máy thì thua à, không được, không trả tiền. Lúc này vừa nó đang dội rồi, cái gì cũng kêu lên nó khóa. Lóc cốc ở chỗ rồi. Rồi làm rồi phải kiểm tra cái tay tự đó lên trên đó coi có tháp có gì vô không. Trời cũng ăn gian cái vụ đó, sợ tháp vô tay giả tay gì đó. Tay giả nó điều khiển được có một khúc rồi, còn này tay con nổi găng luôn. Thì cái đó mình phải như nhà mình coi đó. Đâu ai tin ai gì hả? Ừ, đâu ai tin ai, tao cũng tin tao nữa mà. Thôi ngát mày lột rồi xong rồi bốn trái này mà tao nói không phải, nó ghép rồi cái gì, cái rối nữa. Cái gì vậy trời? Câu gì? Dòm vô đây nè. Thôi chứ cái thời buổi này cái gì đó mình thật thà mới được bác ơi. Chứ hồi lúc trước con đâu biết đâu, mấy ngày đầu mấy tập tành làm á, cái mình cứ nghĩ kế này kế nọ để mà mình lừa gạt người ta biết được, người ta ghét lắm. Thà gì không nổi cái gì đó mình xin thấy người ta chấp nhận được. Đúng rồi, cái gì lọt như nãy đó lọt không được á, rồi nói người ta tha cho nửa thùng. Ừ. Nhưng mà giấc này ai tha ai nè. Còn nhiều khi giờ thua rồi tới thôi em lỡ rồi anh tha cho em nguyên thùng luôn anh nói. Không, chứ này không tha đâu, tay lột đau ra máu luôn rồi thấy không? Hồi nãy vô móc đó nhắm không được á, không làm được. Hồi nãy em tính cá thêm nữa gì đó nghe. Giấc này chắc hết giáp rồi. Giấc này chịu rồi, chịu thôi. Ồ, nhăn con dày lắm núi ơi. Ăn rồi. Chú bà biết ăn rồi chú bà. Thắng rồi. Cảm ơn chú bà nhiều, chú bà ủng hộ tinh thần cho con đó. Bây giờ mới ăn một đó.
Đó, chơi đó không với ai chơi bự một hả? Chơi không ạ? Chơi đó không hả? Giờ năm like cũng chạy. Đâu chứ vừa sâu cỡ nào đâu, nãy mới chơi vừa sâu cỡ nào đâu. Lũ gáo bên này nữa rồi. Ây da. Đừng có làm về đó, về kia nó lấy cái xong đó, còn dư nhan khúc làm cái nữa. Rồi. Chú bà nói có lý hả chú bà? Rồi. Ây da. Dạ. Thổi nhang tiếp đi. Cho nó kịp thời gian chứ. Nhâm đâm nhang rồi. Xếp lên con. Cái này mình câu là thời gian đi. Câu đi. Câu thời gian đi, lỡ gió mạnh lên một cái. Trời ơi, cho quấy một gió quạt luôn đó. Cái này hết sợ rồi. Thiệt. Hết sợ hả? Cái này nổ rồi đó. Hồi nãy con đang hợp phòng. Hồi nãy chìm hả? Bây giờ nổ rồi, hay nổ rồi. Giờ nổ rồi đó. Chú ba ông ủng hộ tinh thần cái miếng nãy, nói cái là làm cái ra luôn là thấy mừng rồi đó. Tao nói linh lắm. Linh lắm. Không lẽ cái móng tay ông móc mà nó văng ra miếng đều đều nằm đất dữ cho trời. Nãy giờ mình thấy nó có thêm gì đâu, nó quan nó tội nghiệp nữa. Mình ngồi mình coi mình đâu. Chứ găng chứ lột miếng bự bự không ai găng á. Găng nào miếng bự không à. Tại tay này móc miếng bự không được. Nói là găng bây giờ lột kình tao, tao găng này với lột kình tao chơi á. Tay thua. Lột cho bác ba được, đừng ngủ của em nè, ngủ của em nó không cho uống nước luôn đó. Ai da. Ai da. Gặp bố của em là ngủ đo gâu rồi chơi được. À, núi gì mà núi, đo gâu với ngút là ngút chơi đó. Không biết ai thắng ai hả? Có đánh chơi đó. Rồi, nghỉ mệt. Dạ, một miếng nữa sao? Tôi xin uống nước miếng cho ba. Đây. Thở nhau hết. Còn nghỉ mệt cho nước kìa. Ủa, thắng trận rồi. Cái này giống mùi và thỏ quá hả? Uống nước đi, nghe điện thoại đi. Thì mình nhổ lông dây xương. Thôi giờ mình kết thúc đi, để thôi tao nói mình nổ. Vậy đó hả? Ừ. Kết thúc phải không? Thì cứ vậy mà làm. Cứ làm bình thường đấy. Ừ. Rồi xong rồi chào ông cái nghỉ, để tao nói mình nổ. Nhưng mà không ngờ mình nổ thiệt. Một miếng thiệt mà. Cái này chưa sạch thùng giống mấy trái kia. Tao cái này là đập bất bớt chút nó ăn nhiều. Thôi thấy gáo được rồi. Thôi các bạn, hôm nay núi làm hoàn thành bóng trái dừa, cây nhang còn bao nhiêu đây các bạn ơi? Còn trái này đây còn... là bóng trái dừa các bạn. Giờ này nó bị hơi gió nước, nó bị hơi nhiễm nước thì hư. Còn mấy trái này là được thêm cây xuống đó các bạn. Đó, này có mộng nè. Đó, thua thùng bia mà được trái dừa để đầu nằm đấy coi lên cây. Thôi xin chào các bạn, núi được thành công. Và kết thúc là cây nhang còn ba giai các bạn. Còn có khoảng 2 phân các bạn. Là núi lọc bằng một tay mọc mà hết 4 trái dừa. Đúng không chú ba? À, rồi, cho con xin chào vỗ tay mọi người. Có bà con công nhận. À bữa nay dạ. Là mình nghĩ xin lỗi tại chú ba. Dạ, dạ, không thể nào lột trong một cây nhang mà 4 cái dừa mà bữa nay là thua núi thùng bia chứ mà mình rất là giây phút cuối cùng mà chú ba kêu chơi mượn ăn bột mà còn không dám chơi. Là mình nghĩ là hồi xưa uống cà phê với núi là nghĩ là núi là không thể nào lột được trong một cây nhang mà 4 cái dừa. Mà bữa nay núi đã lột chưa hết cây nhang mà 4 cái dừa mình thua mà khâm phục thôi. Rất là vui. Thua vui luôn ha. Mấy này bỏ vô góc mai góc gì đó bỏ đi, khỏi mất công lột.